Dạ vâng, bên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay xin trân trọng kính chào quý bà con Sài Gòn, quý vị và các bạn. Bên xin đặc biệt kính chào anh chị Phạm Thế Hệ. Bên đang có mặt ở một cái vùng đất rất là có ý nghĩa trong cái lịch sử Việt Nam của chúng ta. Đây là làng Văn Xá thuộc phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, là một miền quê ngoại của vua Minh Mạng. Đây là con đường đi qua trước đình làng, dọc theo hang phường và bờ ruộng kia. Một cái quang cảnh rất là xanh mát ở làng quê. Xa xa ngoài kia, đi qua cánh đồng này là đường quốc lộ 1 đi qua thị trấn Tư Hà thuộc thị xã Hương Trà. Làng Văn Xá có mặt phía đông, nằm ở sát với sông Bồ. Bên kia là một nhà thờ và đây có một ngôi miếu nhỏ, có vẻ rất cổ kính. Chúng ta đã thấy bóng dáng của ngôi đình làng bên cạnh vườn bắp đã gần đến mùa thu hoạch. Ồ, có một cái hồ nhỏ rất là xinh xắn nằm cạnh cánh đồng. Đây là cổng tam quan của đình làng Văn Xá rồi. Đi qua ở giữa, chúng ta thấy xuất hiện một cây bia được khắc rất là nhiều chữ bên trên. Nhưng mà chữ này ta có lẽ trưởng làng mới đọc được. Làng có dựng một cái bia để tưởng nhớ lại các cái chức sắc, các cái vị chức sắc của làng. Đang thơ từ ở trong trong nội, trong đình làng, và quan đến tưởng niệm là cái điểm một cái bia. Đó là mình ghi cả vị chức sắc trong làng hả? Đúng rồi. Mà ghi bằng bằng chữ chữ Hán. Hai bên hai hàng cây bàng cổ thụ tạo bóng mát rất là dịu cho đình làng. Bên thể bên trong ngôi đình chánh điện có nhiều lão ông đang thực hiện cái nghi lễ cúng làng. Ngôi đình đã xuất hiện trước màn hình của chúng ta. Kết cấu rường cột băng keo của ngôi đình chúng ta thấy đã trải qua dấu ấn thời gian rất là rõ. Bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa đình làng Văn Xá, xã Hương Văn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là thị xã Hương Trà. Dạ thưa chú Phạm, chú có thể cho bà con biết đôi nét về làng Văn Xá của mình được không ạ? Dạ, tôi xin giới thiệu với bà con. Làng Văn Xá được xây dựng từ năm thứ tư đời Từ Đức. Đến hôm nay là hơn trăm rưỡi năm. Hơn trăm rưỡi năm, dạ. Thì làng được xây dựng
với sự đầu tư của triều đình Huế. Dạ, nói về cái đình hả? Dạ. Về cái đình. Dạ. Thì hôm nay thì cái lễ tế. Dạ. Cũng xin gửi đến bà con. Dạ. Làng Văn Xá. Dạ. Được nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Dạ. Hôm nay cũng xin sơ lược để mà trình bày với bà con được biết. Thì làng có truyền thống là mỗi năm có hai ngày lễ chính. Ngày thứ nhất là lễ hôm nay, là lễ thú tế, hàng năm là ngày 16-17 hàng năm. Thì trong là 3 năm sẽ đại tế một lần, nhằm vào các năm Tỵ, Mão, Ngọ, Dậu là đại tế. Thì trong cái đại tế thì có biểu dương khen thưởng cho những người đỗ cử nhân trở lên. Vài nét về đình làng Văn Xá và các lễ ở trong làng để cho bà con được biết. Dạ, như vậy thì chú có thể cho bà con biết thêm là làng mình thành lập từ năm nào và đến bây giờ là có bao nhiêu họ, họ nào là gọi là khai cánh, khai thần. Dạ. Thì làng Văn Xá thì phát tích từ là ở Thanh Hóa vào. Dạ. Thì khi vào khai hoang lập ấp thì có là trước hết là có hai vị khai cánh là họ Lê, là một ngài đại tướng quân và một ngài thượng tướng quân của triều Lê, là Lê Thành Tông. Triều Lê Thành Tông là vào khai hoang lập ấp ở đây. Thế rồi là xây dựng từ đó đến nay cũng đã là cũng hơn 500 năm rồi. Và làng Văn Xá thì hiện nay là có ba họ khai cánh, là họ Trần, họ Lê có hai vị, họ Trần có hai vị và họ Cáo có một vị, có năm vị khai cánh. Và hiện nay là làng đã bốn lần là tu khổ định. Thì đến hôm nay trong toàn làng là trong khổ định là có 76 họ, những trống đỏ là có là cái sáu họ là vô từ, không có người nội dõi. Nên hôm nay chỉ còn 70 họ ở trong làng. Bây giờ bà con trong làng có khoảng bao nhiêu người à? Chủ có năm nay hiện dân số dạ. Dân số trong làng hiện nay là hơn 10.000, hơn 10.000 người. Hơn 10.000. Dạ. Ông đó là 2.300 hộ. Dạ. Mình phân bố ở các cái cụm dân cư nào chú? Cái từ đầu là có ba phe. Dạ. Là cả phe nhất, phe nhì, phe ba và phe tư. Dạ. Sau đó từ bốn phe này là sẽ mở mang bờ cõi lên phía tây. Dạ. Và bây giờ có thêm là dập trung. Dạ. Và dập thường. Dạ. Thì hiện nay là chia ra có 8 tổ dân phố. Dạ. Là tổ dân phố dập nhất, nhì, ba, tư là nằm ở dưới đường quốc lộ. Dạ. Và trên đường quốc lộ thì có tổ dân phố Bầu Đứng. Dạ. Và tổ dân phố Bầu Dập Trung. Dạ. Và dập thường 1, dập dạ. thường 2. Dạ. Là có 8 tổ dân phố. Dạ. Dạ, thưa chủ, cho con hỏi thêm một ý nhỏ đó là đây là con nghe là quê hương của bà Thuần Thiên Cao Hoàng Hậu, vợ của vua Gia Long, tên thật là Trần Thị Đáng. Dạ, là mẹ của vua Minh Mạng, tức là Hoàng tử Đảng. Dạ, bây giờ thì làng mình liên quan tới cái câu chuyện của Thuần Thiên Cao Hoàng Hậu như thế nào, có thể kể cho bà con nghe được không ạ? Dạ, nguyễn là nghe lịch sử có ghi lại á, là Nguyễn Bà Đảng là hồi là đi hầu cho chúa. Dạ. Thì khi mà nên là cùng lăn lộn ở miền Nam cũng nhiều. Dạ. Khi đó vì có ông nội là ông Trần Mậu Quế. Dạ. Là quán của là trong chủ nghĩa. Dạ. Và rồi sau đó có ông thân sinh của là bà Thuần Thiếu Cáo Hoàng Hậu. Dạ. Là ông Trần Hưng Đạt. Dạ. Thì hai ngài đều là quan của triều đình. Dạ. Thì khi đó là bà Thuần Thiên Cáo Hoàng Hậu 16 tuổi thì tận phong vô là mời đưa vô Hoàng Hậu theo vua Gia Long. Vua Gia Long.
Thì khi đó thì là bà Thừa Thiên Cáo Hoàng Hậu đã qua đời rồi. Thì sau đó là bà Thừa Thuần Thiên Cáo Hoàng Hậu. Rồi là từ đó mà làng Văn Xá được nhiều ưu đãi của triều đình, như giảm thuế, rồi là xây dựng đình làng và cái chùa làng. Bây giờ chùa Văn Xá bây giờ là kêu tên từ là Từ Quán Từ. Thì hiện nay vẫn còn là đang sinh hoạt tốt. Nguồn gốc của làng Văn Xá. Bây giờ mình còn di tích gì liên quan đến Thuần Thiên Cao Hoàng Hậu không á chủ ạ? Di tích thì bây giờ quá thời gian là chiến tranh rồi bị mai sỏi mòn hết rồi. Cho hồi trước là có đền thờ Phê Nhi, là hai đền thờ, là một thờ đền thờ trên đường quốc lộ và dưới đường quốc lộ. Những hai đền thờ đó vì thời chiến tranh Pháp thì là thiếu rụi hết. Bây giờ cũng còn. Bây giờ mình có thể kể vào Thuần Thiên Cao Hoàng Hậu là hàng quán đi. Thì sau Thuần Thiên Cao Hoàng Hậu tức là bà Trần Thị Đan, làng mình có ai làm những cái chức quan như thế nào, có thể lưu danh sử sách không chú hả? Ra ngoài ra có ngài Lê Cát. Lê Cát là dòng dõi của Lê Đại Tộc. Là cùng làm quan của triều đình. Con cảm ơn chú. Nếu với cuộc sống thì ba con ở làng mình làm những cái nghề gì để mưu sinh, kinh tế gia đình? Nghề mà để truyền thống thì làm Văn Xá không có nghề nào truyền thống. Là mình chủ yếu là làm ruộng nông, làm trồng đầu, trồng khoai, trồng sắn. Chủ yếu là lúa và lạc. Thì có hai cây đó là chính. Nông nghiệp. Con cảm ơn chủ nhiều. Bên kia đường quốc lộ là ga Văn Xá. Bên nghe bà con ở làng Văn Xá nói rằng trước đây nhà của Thuần Thiên Cao Hoàng Hậu ở khu vực này. Con thưa chủ Lê Đình Pháp cũng như các cụ ông, cụ bà và cô chủ bạc ở làng Văn Xá của mình. Quê mình có hai anh chị vợ chồng giờ đang ở Cali, Mỹ. Trước đây là ở Văn Xá mình. Nhiều lúc tâm sự với con rất là nhớ những cái hình ảnh làng quê, yêu thương về làng mình cũng nhiều lần. Đó là anh chị Phạm Thị Hè. Anh chị cũng biết là làng mình thực hiện cái nghi lễ cũng vào cái ngày hôm nay, tức là 16-17 tháng 6 âm lịch hàng năm. Và 3 năm là đại cũng một lần đúng không ạ? Thì hôm nay anh chị Phạm Thị Hè ở Mỹ có gửi một phần cúng xin đại diện làng nhận giúp cho mình 5 triệu đồng. Xin thưa anh chị Hè, anh chị từ là nửa vòng trái đất, anh chị đã từ về quê hương thì hôm nay có gửi về cúng cho làng. Anh chị Phạm Thị Hè 5 triệu đồng. 5 triệu đồng. Thì làng là xin cảm ơn anh chị và làng sẽ dâng lên để cùng tổ tiên. Chú Pháp đại diện anh chị Phạm Thị Hè dâng hương trong đình làng Văn Xá. Xa xa kia là cầu Tử Phú, nằm trong địa phận của thị trấn Từ Hà, thị xã Hương Trà, bắc qua dòng sông Bồ. Ở làng có cả ngôi đình và một ngôi chùa. Ở đây chùa mình dùng để thờ những vị nào chủ hả? Thì cũng là xin thay mặt hội đồng tộc biểu
xin giới thiệu chùa này là dành riêng để thờ những vị chức sắc trong chùa dạ. từng qua cái từng thời kỳ. Dạ. À, vâng. Cổng rất là lớn, mang tính cổ kính, mạnh mẽ, bền bỉ. Xa xa kia là chặn điện ngôi chùa. Lối đi có hàng cây hai bên, cây mít. Và xa xa kia có hàng cau, rất là đặc điểm của làng quê, mát mẻ. Một hàng cau. Bác Hoàn ơi, cái cổng này á, là từ ngày thành lập làng, cái cổng Tam Quan. Dạ. Dạ, có ba lối vào. Dạ. Trên có thờ hai vị. Dạ. Có cái bậc cầu thang đi lên cổng ở hai bên để thờ hai vị ha. Vâng. Hai vị đó là hai vị. Hai vị là cũng nghe là truyền bá lại là hai vị này là một bên ông thiện và bên ông ác. Dạ. Chùa làng Văn Xá mình xây khoảng năm nào anh Hà? Cái này vì cái Minh Mạng anh ơi. Thờ Minh Mạng, dạ. Minh Mạng, gọi chùa này gọi là chùa làng Văn Xá nhưng mà cái tên là chùa Từ Quang. Dạ, chùa Từ Quang. Chùa Từ Quang, không có. Như rồi là ở đây có sư trụ trì không à? Dạ. Ở đây có sư trụ trì không anh? Không, hôm nay có đồ thêm anh chắc túi là hầu hương đây. Dạ. Thầy ở đây. Dạ. Bên này có cái chùa anh thấy rất là cổ kính anh. Chuông được tặng cho làng từ thời vua Minh Mạng. Đây là quê ngoại của vua Minh Mạng. Anh chị ở bên bên Mỹ á. Về anh đây về quê để cùng là. Đây là phương danh cúng dường trùng tu chùa Từ Quang, làng Văn Xá, năm Mậu Dần 1998. Phương danh số tiền rất là nhiều người bằng USD là ở rồi là tiền Việt Nam cũng có. Dạ. Dạ, con xin thưa chú Hoành, chú Hiệp, hôm nay con ra thăm làng Văn Xá, vinh hạnh là được gặp nhiều cụ ông, nhiều bà con rất là thương mến, và đặc biệt là từ làng của mình có anh chị Phạm Thị Hè, hai vợ chồng bây giờ đang ở Cali, Mỹ. Vừa rồi mình đã đại diện anh chị Phạm Thị Hè cũng ở Đinh Lang 5 triệu đồng. Và ước nguyện của anh chị cũng muốn cũng thắp hương ở chùa 5 triệu đồng nữa. Dạ, xin đại diện anh chị Phạm Thị Hè gửi lên chùa của mình, chùa làng Văn Xá. Trước hết thì tôi xin đại diện cho hội đồng phát biểu làng Văn Xá chân thành cảm ơn tấm lòng của anh chị ở xa xôi nhớ về quê hương và đã tới cúng dường cho làng cho chùa thì rất được trân trọng và xin một lần nữa xin cảm ơn anh chị. Sau khi cúng làng xong, các cụ ông bố lão trong làng đang ngồi với nhau nói chuyện yêu thương đoàn kết xây dựng làng xã ngày càng tốt đẹp hơn. Dạ, có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5 án tất cả chú hả? Dạ. Tương ứng là 5 bàn. Bên được ngồi bàn nhiều cụ ông này cho phép. Có đại diện anh chị Phạm Thị Hà ở Cali Mỹ mời các chú và thầy một ly chúc sức khỏe. Làng mình phát biểu
rất là hoành tráng luôn. Trong thời gian tới nhiều bà con ở xa hướng về. Và cũng mong rằng là phát triển cho hoành tráng, phát triển mạnh, nhưng mà do cái điều kiện kinh tế của làng thì có cái nguồn thu nhập cũng nhờ là coi như là quý vị trong nước cũng như ngoài nước hỗ trợ cho làng, đó là có cái kinh tế để mà phát triển cho mạnh. Đó là nhà rất là hay cảm ơn chú. Dạ, giờ thì có cùng đại diện anh chị Phạm Thị Hà ở Cali, Mỹ. Dạ, xin mời vị trưởng bộ lão Đông Lan. Dạ, cậu chú cậu ôm. Dạ, rồi. Chúc sức khỏe. Dạ, xin cảm ơn anh Bình. Dạ, rồi, dạ, dạ. Chú tụt để rồi là có anh chị Hà ở bên Mỹ. Dạ, dạ. Để rồi có sự quan tâm đến là quê hương. Dạ. Thì hôm nay có sự là cùng cùng về cho làng và chùa làng. Dạ. Thì xin cảm ơn anh chị. Dạ. Và rồi cùng xin cảm ơn anh Bình. Dạ rồi. Giúp đỡ. Dạ. Cảm ơn chú Pháp, cảm ơn bà con. Dạ rồi. Dạ những câu đối trong anh chị được. Dạ dạ, không kính đâu, kính dữ. Dạ 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 dạ. Hết ra. Dạ rồi, dạ. Thôi tạm đi. Dạ dạ. Dạ. À sao năm nay kể thế. Dạ dạ. Hy vọng là chú bà có hướng về nữa. Dạ 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 dạ. Nói về thế này tháng năm đại thế. Quấy hết cái lễ nghi của làng ấy mì giá trị. Dạ rồi, dạ. Tháng năm là đại thế nên lễ nghi rất nhiều. Dạ, như vậy bên xin kính thưa vợ chồng anh chị Phạm Thị Hà, quý bà con Sài Gòn, quý vị và các bạn cũng như là bà con ở làng Văn Xã thân thương. Hôm nay phải nói bên rất là vinh hạnh đại diện anh chị bà con phương xa về chứng kiến cái nghi lễ cúng làng hàng năm, đại lễ cúng thì sáng năm 3 năm một lần. Xin cảm ơn quý vị bà con rất là nhiều đã về thăm quê ngoại của vua Minh Mạng, một vùng quê rất là đẹp, cây cỏ xanh mơn mởn bên cạnh sông Bồ Yêu Thương cũng như là gần đường quốc lộ luôn. Xin một lần nữa cũng cảm ơn anh chị Phạm Thị Hà đã yêu thương về quê hương cũng như là nhiều lần quan tâm đến bình kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay. Xin kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, nhiều điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, cũng như là những lời chúc đó Bình cũng gửi đến quý bà con xa gần, quý vị và các bạn cũng như bà con trong làng. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các vlog tiếp theo. Quý vị và các bạn không quên bấm đăng ký, rung chuông để cập nhật các vlog mới nhất trên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay. Và các ý kiến bình luận, quý vị hãy giúp cho Bình góp ý ở dưới comment phần bình luận video. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.